Đây là mẫu ghế xoay tựa đầu. Ghế được vặn các ốc sẵn, chỉ cần lắp ráp lại là xong. Rất đơn giản. Đây là cần nâng hạ chiều cao ghế. Gạt cần gạt xuống là có thể nâng hạ chiều cao ghế. Bây giờ ghế đã cao hơn mặt bàn rồi. Gạt cần gạt xuống là có thể nâng hạ chiều cao ghế.